Mixer là một trong những công cụ cơ bản và bắt buộc phải có trên bất cứ một DAW chuyên nghiệp nào. Và Ableton Live được trang bị một mixer tuy đơn giản nhưng không thiếu những tính năng chuyên nghiệp giúp cho việc live performance hay production trở nên nhanh và thuận tiện hơn. Trong video ở series Learn Live hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ mixer trên Ableton Live và các ứng dụng của nó. Với giao diện Session View, mixer sẽ được sắp xếp theo chiều dọc và nằm dưới cùng của tất cả các track. Ở giao diện Arrangement View, mixer sẽ được bố trí phía bên phải trong giao diện làm việc. Tuy có phần khác biệt về bố trí, nhưng Ableton cũng có lý do của họ để tối ưu workflow mà chúng ta sẽ làm quen dần sau một thời gian làm việc với kiểu bố trí này. Để tắt mở giao diện mixer, các bạn có thể ấn vào nút này. Ngoài phần Routing và I/O mình đã đề cập trong các video trước, trong giao diện mixer này, chúng ta còn có thêm chức năng như Volume của Send và Return. Tính năng này dùng để gửi tín hiệu sang track return. Panning. Tính năng này dùng để chuyển tín hiệu sang trái hoặc phải. Mute. Dùng để ngắt tín hiệu tạm thời cho track. Solo. Chỉ phát tín hiệu của track đó. Và cuối cùng là volume fader, dùng để điều khiển âm lượng của track đó cùng các thông số của volume nằm ở đây. Đối với Arrangement View, các bạn có thể xem hình chú thích mình để trên màn hình để thấy vị trí của các chức năng tương ứng Audio, MIDI và Group Track. Trong mỗi track MIDI hay Audio sẽ có một Mixer Channel độc lập. Tuy nhiên, khác với track Audio, khi bạn tạo mới một track MIDI, Mixer Channel sẽ không xuất hiện ngay lập tức bởi vì hệ thống chưa được load một instrument hay audio effect nào vào track MIDI. Mixer Channel sẽ xuất hiện khi bạn thực hiện thao tác load một instrument hay audio effect vào trong track đó. Như mình nói, mỗi track sẽ có một Mixer Channel độc lập. Và nếu bạn thực hiện thao tác Group Track bằng cách chọn nhiều track và click chuột phải chọn Group Track, bây giờ các track được chọn sẽ được nhóm vào một track lớn gọi là Group. Và chúng ta sẽ có một Mixer Channel tổng cho các track đó. Bạn có thể nhìn thấy ở phần Audio 2 của các track nằm trong Group sẽ được chuyển về Group của track đó thay vì chuyển sang Master như mặc định. Và các thao tác như Pan, Volume, Fader, Solo, Mute trên Group sẽ tác động đến tín hiệu của toàn bộ track nằm trong Group. Trong các video trước, chúng ta đã nói về track Audio và MIDI. Còn hai loại track khác trong một DAW đó là Return Track và Master Track. Master Track thường sẽ nằm ở vị trí cuối cùng bên phải ở giao diện Session View và nằm vị trí cuối cùng bên dưới trong giao diện Arrangement View. Track Master có thể hiểu đơn giản là group của toàn bộ tất cả các track hiện có trong DAW. Track Master có nhiệm vụ nhóm tất cả các tín hiệu từ các track lại thành hai đường tín hiệu trái và phải để gửi ra sao cạc rồi đến loa hoặc tai nghe sau khi được áp dụng các audio effect bên trong nó. Trong nhiều trường hợp, Track Master dùng cho mục đích cân bằng về âm lượng, dynamic, frequency tổng thể của cả project trước khi đi đến tai người dùng. Ở Track Master này, chúng ta còn có một tính năng nữa được gọi là Crossfader. Mặc định sẽ được ẩn đi trên DAW. Các bạn có thể click vào nút này để kích hoạt. Sau khi kích hoạt, các track trong DAW sẽ có thêm một cửa sổ nhỏ để chọn size A hoặc B. Nhiệm vụ của Crossfader giúp trộn tín hiệu của các track A và B với nhau. Và chức năng này được ứng dụng chủ yếu trong các màn live performance hoặc chuẩn bị cho một DJ set. Khi bạn click chuột phải vào Crossfader, sẽ có một menu để chọn các kiểu Crossfader khác nhau. Tùy cho từng mục đích sử dụng, mình sẽ để hình mô tả các setup khác nhau cho từng mục nằm trên màn hình nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu. Đối với Track Return là một dạng track tương tự như track audio nhưng không có chức năng chơi audio clip. Nhiệm vụ của track này là dùng để nhận tín hiệu được gửi vào bằng chức năng Volume Send và Return mà mình đã có đề cập phía trên. Ứng dụng của track này thường được dùng cho mục đích tạo reverb, delay hay ứng dụng parallel effect, solo and cue. Tính năng solo thì chắc nhiều bạn đã quá quen thuộc. Chức năng này giúp chúng ta chỉ nghe được các track kích hoạt chức năng solo, các track còn lại sẽ được tạm ngắt tín hiệu đi. Các bạn có thể mở Ableton Live lên và trải nghiệm tính năng này. Với tính năng Cue là một tính năng đặc biệt mà mình chỉ thấy có trên Ableton Live. Tính năng này khác solo ở chỗ nó cho phép
người dùng có thể gửi tín hiệu track được cue sang một kênh khác, có thể là một tai nghe độc lập. Mục đích của việc này là để người dùng có thể kiểm tra track đó trên tai nghe trước khi muốn phát ra tín hiệu loa. Tính năng này thực được dùng trong các live set trực tiếp. Để sử dụng được tính năng này, bạn cần có một sao card có tối thiểu 4 output. Trong video này mình sẽ minh họa bằng cách set output master là 1 và output cue là 2. Lúc đó bạn sẽ thấy các nút solo trên mỗi track sẽ chuyển sang tín hiệu có hình tai nghe. Điều này có nghĩa là tính năng cue đã được kích hoạt. Bây giờ mình sẽ kéo fader ở track này xuống. Bây giờ bạn sẽ không thể nghe thấy tín hiệu của track này được phát qua loa. Sau đó bạn ấn vào nút cue nằm trên track đó. Tín hiệu bây giờ đã được chuyển sang phát ở tai nghe nhưng không phát trực tiếp ra loa. Với tính năng cue này cùng với crossfader và fader sẽ là một combo cho những màn live set mà hiếm có một DAW nào có thể cạnh tranh lại. Hãy mở Ableton Live lên và trải nghiệm để đưa ra được setup của riêng bạn với các tính năng độc đáo này. Track Delay. Và tính năng cuối cùng trong phần này đó là Track Delay. Các bạn có thể kích hoạt nó tại vị trí này. Mình khuyến cáo các bạn không nên can thiệp vào các thông số trong phần này nếu các bạn chưa có mục đích rõ ràng. Tính năng này cũng giống như Nugget mà mình đã chia sẻ trong các video trước. Nhưng tính năng này sẽ cố định thời gian track đó được phát sớm hơn hoặc muộn hơn bao lâu. Mục đích dùng để synchronize timing trong một số trường hợp có vài track không đồng bộ trong live set của chúng ta. Tính năng này chỉ dành cho các bạn đã có kinh nghiệm biểu diễn và đã gặp vấn đề nêu trên. Nhưng rất hiếm khi xảy ra khi chúng ta đã có một setup kỹ càng trước buổi biểu diễn, nên các bạn cũng không cần quá quan tâm về nó. Và trên đây là các chức năng nằm trong công cụ Mixer. Các chức năng này tuy đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, dành cho các bạn thường xuyên biểu diễn những màn live performance. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và subscribe MCMA để nhận thêm nhiều video thú vị sắp tới. Hãy truy cập vào mcma.training để tìm cho mình một khóa học làm nhạc hoặc thu âm phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại.